đón má đi lễ nè. Má hỏi sao mà hai đứa muốn nói chuyện với má không? Rồi mở cửa cho ngoại chưa? Má lên kìa. Đó, má lên chào kìa. Chào bà ngoại. Ừ, chào con. Má lên. Ngoại không hết trái giờ chưa? Còn má ơi. Má, má nói chuyện với thằng Phi nè, nó nói chuyện với má nè. Chị bà Lan mà ngủ hoài vậy. Ngủ mà má kêu chuông, có chuông rồi mà kêu 100 lần không nghe. Trời ơi, chết cha. Alo. Phi hả? Ai khỏe? Đi lại với chị Tha. Mới đi lễ xong. Hồi nãy lúc mà trên đường đi lễ, ngoại nói chuyện với lại Phi đâu có quay được đâu. Xong rồi tới chỗ lễ luôn, ngoại còn chưa nói chuyện xong. Má khỏe không? Khỏe. Nãy đưa mới lên thấy tính. Con lại với mấy xe đi nhà hàng. Đâu đãi mấy người già. Kiếm thị. Má có coi không? Có. Má thấy làm sao? Má có cảm động không? Có cảm động. Có cảm động. Má mà không cảm động mới lạ. Có má ở đó là chắc má xúc động lắm ha. Bây giờ con chở má đi ăn cơm tấm nha. Tấm đâu? Tấm ở gần nhà mình á. Dạ. Rồi bữa giờ mình rồi thứ năm vừa rồi á, Thao nó tới đó mua phở cho mày, cô gửi về cho anh Quang hai tô phở. À, phở hoa xoan á hả? À. Đêm qua con mới đi ăn, em kia con mới đi ăn phở hoa xoan. Ngon quá hả? Dạ. Con về con thèm quá, cái con đi luôn đi dì Khanh. Ủa má nói là má kêu cái gì quá trời mà chị Lan không nghe. Má kêu cái gì vậy? Anh Phúc mới mua cho má cái chuông, còn chuông cái hư rồi dục rồi. Nhưng mà má kêu cái gì, có chuyện gì vậy? Thì cái bữa đó mới má cần cái gì nên kêu. Con cũng ngủ ly bì mấy bữa. Mà ngày thứ ba thứ tư con mới bị trái giờ má. Còn mấy ngày đầu con về con không có bị. Biết sao kỳ vậy. Tự nhiên tại vì biết sao con buồn, con không có chịu đi ban ngày, con không chịu đi á. Cái con ở nhà cái con ngủ à, con vô con ngủ. Con nhớ cái ngày hôm sau mẹ bị chắc lắc là ngày hôm trước mẹ đi ngủ buổi chiều á, các nhớ không? Chiều mẹ đi ngủ á, cái xong cái mẹ bị tiếc, không phải chiều hôm trước mẹ bị ngủ, sau mẹ đi ngủ sớm 12 giờ con ngủ, cái 3 giờ con dậy. Má ngủ được không, mấy bữa nay má ngủ được không? Ngủ được. Ngủ được hả? Ừ. Rồi ăn uống làm sao? Ăn uống bình thường. Ăn uống bình thường hả? Má có nghe nói khi nó nằm mơ thấy ba không? À có. Sao? Nó nói ba sống, không có chết. Rồi sao nữa? Má nói gì mà má không nghe đây. Nó chưa có kể cho má nói nghe, nó đứa nào nói chứ. Chưa có kể cho má nói. Vậy hả? Nó nói là nói ba sống lại, rồi ba nói là để bữa nào đám giỗ của ba, ba về ba kể cho nghe. Vậy á. Thì mơ. Má có thấy cái hình Đức Mẹ ở ngoài ngay cái sân của Đức sân ngay Đức Mẹ Long Bích xong, má có thấy chưa? Dạ. Có ai cho má coi chưa? Chưa. Ồ vậy lát trưa nay quật ra coi má. Ở ngoài trước cái sân Đức Mẹ Long Bích đó. Dạ.
có một cái hình Đức Mẹ Sầu Bi á, đẹp lắm. Ừ. Mà bình thường là không thấy nha má. Có nước nó mới hiện lên. Dạ. Có nước mới hiện cái hình lên. Nước thì trời mưa lớn mới có nước, cái nước đâu. Thì đó thì là trời mưa mới thấy má. Còn bình thường không thấy. Mà xong rồi hết mưa khô ráo thì nó không thấy. Không biết người nào mà coi như là rất là trình độ. Ôi ôi con chó dễ thương không vậy, ở đâu vậy? Chim á, hắc bì á. Ủa vậy hả? Hắc bì á hả? Sao bữa nay nó đẹp vậy? Mới tắm. Nó mới tắm đó. Cho mọi coi hắc bì kìa. Đẹp quá vậy. Nó ở đâu vậy? Ở nhà bạn con. Nó mới tắm xong á. Mới tắm. Dễ thương không? Nhận không ra nó luôn á. Xù. Quá xù. Ngày hôm qua mẹ đứng ngay trước cửa thấy người ta đi bộ, ta dắt con chó dễ thương các. Nó nhỏ xíu mà nó lông nó xù, nó lông nó màu trắng á, nó cũng giống happy này nhưng mà nó không có quăng. Lông nó thẳng. Nhưng mà nó như cái con gấu. Dễ thương. Nhỏ cỡ nào? Nó nhỏ hơn happy. Nó dễ thương lắm. Nó mới chụp lại nha con. Trời ơi, có quay á, có quay YouTube á. Nó chơi ơi con chó sao bị dễ thương quá vậy, cho nó đi đi nó dòm dòm mẹ nó. Kiểu bà này làm gì vậy? Bà làm gì quay tôi vậy? Tắm mà chờ tắm biến hả? Dạ đúng rồi má. Đây đây nè. Lâu rồi má không ăn cơm tắm hả? Thì bữa ăn Linh qua tới giờ đó. À bữa gì Linh gia đình của Tài Đại Hoài Đại gây lên cơm tắm. Đại mì gò. Má hỏi ngoại có ai? Đại. Ngoại, ai ngoại? Ai vậy? Ai ngoại? Ghét chứ ai nữa. Nó khoe hình nhỏ của nó má. Con ghét chứ ai? Ghét chứ ai? Sao má biết nó ai vậy? Nhìn cái tướng nó biết. Cái sao má biết được hay vậy trời? Má coi hình hồi nhỏ của chín đứa con má biết ai ai không? Biết chứ. Trời hay vậy. Trời, ngoại nuôi mà sao ngoại không biết? Ngoại là mẹ mà sao ngoại biết đó. Được. Hôm nay Lê Quang cũng không có cho đi lễ. Tại vì để cho nó thành lành, thiệt là lành mới được đi. Chứ đi mất công nó ấy ra nữa, mất công lắm, phiền lắm. Cho nên con Lê Quang ở nhà. Đi bác sĩ khám lại rồi con. Dạ rồi. Đây một dĩa cơm tắm. Đây một dĩa cơm tắm. Xin mời các bạn. Mang hết mà. Mời má nghe. Mày ra đây cho con. Để đi má, để đi má, mang đi. Bây giờ phải két chở bà Tám qua nhà bà ngoại đó. Ngoại đi Đức Mẹ Long Bích để đọc kinh. Không phải là ngày 13 nha. Đọc kinh cái này là hôm nay là ngày mừng kính lòng Chúa thương xót, nên là mình đọc kinh lòng Chúa thương xót 3 giờ. Không biết có livestream hay không nha. Nếu mà có livestream thì các bạn dòng lại xem cái livestream. Còn bây giờ là mình quay thôi. Quay đi trên đường đi Đức Mẹ Long Bích. Bác Kết nó chở bà Tám tới đó. Xong rồi nó đi về. Nó đi Costco. Nó đi Costco, nó mua đồ cho bà nó. Hứa với bà nó hôm nay đi. Mà Tám thì đâu có rảnh đâu. Tám đi nãy ăn xong rồi về chút xíu là bây giờ phải đi rồi nè. Không biết bà ngoại có ngủ trưa được không nữa. Xong rồi đọc kinh xong là anh sĩ mời về nhà ăn. Về nhà anh sĩ ăn chiều, ăn tối. Nên bé Két nó phải về. Xong rồi Tám quá giang.
Huy Tuấn về. Ngoại ra chưa ta? Ê, bà ngoại ngồi sẵn hết kìa. Trời ơi, tội nghiệp ngoại ghê chưa. Hẹn bà ngoại 2:15 mà giờ 2:25. Má. Ơi. Có ngủ được không má? Ngủ được. Ú, hay quá vậy. Ngủ giật mình dày hết hồn. Trời ơi. Vậy má ngủ được hay quá ha. Ừ. Con nhện loay hoay là hết giờ rồi. Không ngủ được, không có nghỉ ngơi. Bây giờ này con bắt đầu con buồn ngủ rồi đó má. Ừ. Cái này nước của con hả? Yes. Của con. Vậy là má ngủ được nhiêu phút? Ngủ chắc được nửa tiếng á. Trời ơi, hay chưa. Con mà nằm con ngủ chắc ngủ luôn á. Tùy nhé, 2 giờ mới giật mình dậy. Hay vậy? Ừ. Trời ơi, má hay quá. Đang ăn trái bơ. Ừ, ăn trái bơ nữa. Bơ nhỏ xíu. Con có đem ghế cho má nè. Ừ. Má mặc áo ấm không? Có. Mình ra đó lạnh á. Chắc lát nữa con mặc cái áo lông này á. Mẹ để cái áo jean này lại, mẹ mặc cái áo ấm. Sợ lạnh á. Má coi tin tức có gì mới không má? Ngày mai nghe nói thật thật gì đó. Cái gì má? Đám tay á. Ngày mai á. Trời tối đất gì á. Gì không? Thì á. Má nói vậy chứ không biết có không. Nhật thật hả? Ừ. Má nói tiền thật. Nhật thật. Nhật thật. Như nhật thật có mấy mấy phút rồi đúng không? Nhật thực mà mình nhìn lên là mình bị đuôi mắt á. Không, sao ta? Hồi nhớ nhỏ có coi nhật thực mà sao á, không nhớ. Để cái thau nước ở dưới rồi chiếu lên trên mặt trời á. À. Coi, chứ đừng có ngửa lên trời coi là nó bị hư mắt. Người ta nói vậy á, hồi nhỏ con nhớ mà. Con nhớ mấy ngày này hồi nhỏ tới cái ngày này là túa túa ra đường coi. Ngày 8 là ngày mai sinh nhật con Quang á. Mấy giờ ta? Mấy giờ nhật thực trời? Mấy giờ má? Hồi đâu nói mấy giờ đâu. Mà nói ngày 8 thôi chứ không nói mấy giờ. À ngày 8 thôi hả? Thường thường nhật thực á là mặt trăng ăn mặt trời. Ý quên lộn. Mặt trăng ăn mặt trời đúng rồi. Chứ tự nhiên dụ như mặt trời đang sáng rồi nè. Cái mặt trăng nó ăn mặt trời cái tối lại. Cái nó ăn hết cái mặt trời cái xong cái nó sáng lên. Là vậy á má. Ừ. Chứ nhỏ lớn má có coi nhật thực chưa? Chưa. Gì kỳ vậy? Chưa bao giờ coi. Ủa? Chứ mấy lần nhật thực má đâu? Không biết nữa. Không nhớ đâu. Con nhớ. Hồi nhỏ con hay đi coi nhật thực mà. Xuống dưới đó đó giống như là mình nhìn ánh trăng ở dưới sông dưới nước gì đó chứ mà mình nhìn lên là hư mắt á. Để coi ngày mai canh quay cho các bạn xem nha, biết cái canh kiểu nào canh như thế nào mà đâu có biết mấy giờ đâu. Chiều nay chắc bị buồn ngủ quá. Chiều nay chắc con buồn ngủ quá má. Chút nha, nhắm mắt ngủ chút nha. Ok. Ok. Để cho mấy bạn coi luôn kìa. Thôi. Đã tới Đức Mẹ Long Beach nè các bạn. Đây. Đức Mẹ nè, ở đây nè. Ô anh Sĩ. Ôi thấy nước nó nguyên. Mới thấy còn không như bình thường rồi. À. Thấy nước lên mới thấy. Hôm thứ bảy trời mưa, tôi ra thấy trời mưa có. À, thứ bảy là có cả ngày. Thứ bảy là cái ngày trước ngày lễ phục sinh đó hả? Ngày phục sinh đó. Dạ.
ngay lễ phục sinh, ngay lễ phục sinh là anh sĩ thấy, anh sĩ phát hiện ra. Thứ bảy à, thấy hôm thứ bảy. Thứ bảy, à chủ nhật mới lễ phục sinh. À. Thứ hai ra thì cũng thấy nữa, mình mới lấy nước mình tạt thử qua thì thấy nó nổi. Sao anh sĩ phát hiện được là có nước nó hình. Mình thấy mưa thì nó rõ nhưng mà qua thứ hai trời nắng không thấy gì hết, mình thử thôi mà. À vậy hả? Hay ha. À. Chị Kim thấy chưa? Trời ơi, giờ chị Kim mới thấy hả? Nãy giờ mũi sao sực nước kia ta. Đó giờ thấy chưa? Cái gì đó? Đó kìa, Đức Mẹ không thấy hả? À, Đức Mẹ nè. Trời, nãy giờ chị Kim không thấy. Nè, thành ra mới để cái hoa này để cho người ta phải đạp gì. Đúng rồi. Bỏ tưởng hoa trên này. Không để ý á. Có hồn quá ha. Má ngồi đi, má ngồi ghế đi. Hello, chị em. Như thông lệ hàng năm, hôm nay giáo hội kính mừng lòng Chúa Thương Xót, chúng ta cũng ở đây cùng với mẹ kính lòng thương xót của Chúa, nhờ lời cầu mẫu của mẹ xin lòng thương xót của Chúa đổ đầy hồng ân xuống cho tất cả mọi người chúng con ở đây cũng như ta ở xa không đến được. Từ đây con xin chào có vài lời cầu nguyện. Là con của Thiên Chúa nhưng mà giờ ông chết rồi cho nên không có lo lắng gì cả. Và ba ngày chết rồi không có thấy gì, nhưng mà tới ngày thứ ba thì Chúa sống lại. Và sống lại đó là một cái sự kiện rất là trọng đại, nó ý nghĩa rất là mạnh mẽ. Có nghĩa là Chúa thắng sự chết và Chúa là chủ cả tạo hóa và không có quyền năng gì và có thể vượt cái tình yêu của Chúa, đến nỗi cái tình yêu của Chúa, Chúa chấp nhận đau khổ và chết và để mà cứu chuộc tất cả nhân loại, trong đó có chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta mừng, bởi vì Chúa sống lại có nghĩa là chúng ta sau này nếu mà cố theo Chúa thì chúng ta cũng sẽ sống lại với Chúa. Và sống lại với Chúa đó thì hạnh phúc tuyệt vời. Cái hạnh phúc đó so với các hạnh phúc mà trên thế gian này chúng ta có, thì các cái hạnh phúc trên thế gian này, nào là tiền bạc, nào là danh vọng, nào là thú vui, các thứ này kia này, so sánh với cái hạnh phúc của Chúa thì không có thể sánh bằng được. Bởi vì hạnh phúc của Thiên Chúa là tuyệt đối. Và vì vậy chúng ta cũng hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có hạnh phúc tuyệt đối với Chúa. Và hôm nay chúng ta mừng Chúa thương xót, bởi vì cái lòng thương xót của Chúa nó bao trùm tất cả tội lỗi của chúng ta. Có khi chúng ta nghĩ tội lỗi của chúng ta to lớn quá, Chúa không có thể tha thứ được, nhưng thật sự Chúa yêu thương chúng ta và cái lòng thương xót của chúng ta, của Chúa đối với chúng ta nó vô bờ bến. Và vì vậy chúng ta được Chúa hướng dẫn tới đây và dâng kính lòng Chúa thương xót. Ở trong hình Chúa thương xót thì có bên màu đỏ, có bên màu trắng, và cái đó là chứng tỏ là vừa máu và nước Chúa khi mà đặt quân lính đâm vào sau khi mà Chúa chết rồi thì nó đâm nước chảy ra, và ơn Chúa và tình yêu của Chúa thấm vào trong cái đời sống của chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng hạnh phúc thêm. Cho nên chúng ta cần chuỗi lòng Chúa thương xót bây giờ, và sau đó nếu thuận tiện thì sẽ có người chia sẻ một cái sự ta mà người đó nhận được do lòng Chúa thương xót, và điều đó chính người đó sẽ nói cho quý vị biết. Bây giờ chúng ta làm chuỗi. Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
cầu xin Chúa thánh thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con học ân trên trường, con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Chúng ta im lặng để chúng ta dâng lên mẹ những ý nguyện của chúng ta, cầu xin điều này điều khác, và xin những mẹ chuyển cầu của Chúa nhân ngày lòng Chúa thương xót, để xin Chúa thương xót chấp nhận những lời cầu nguyện, những ý tưởng mong muốn của chúng con, những ý nguyện cho chúng con, cho gia đình chúng con, họ hàng và tất cả những người làm ơn, cùng những người đau bệnh, cùng tất cả những điều chúng con mong ước trong im lặng dâng lên mẹ và Đức Mẹ dâng lên Chúa. Giờ đây chúng ta sẽ nhận phép lành của Thiên Chúa để chứng tỏ là lòng Chúa thương cho chúng ta và qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Chúa đã sắp xếp để cho chúng ta có dịp ở đây để mà yêu mến Chúa nhiều hơn với lòng Chúa thương xót và qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Và hôm nay chúng ta có một cái quà đặc biệt của Đức Mẹ cho chúng ta qua lời chia sẻ của một người đã nhận được một điều đặc biệt, đó là chị Ellen Hoa. Chị có chồng tên là Joe, và câu chuyện này và việc này nó liên hệ tới ngày hôm nay như thế nào, xin mời chị Ellen Hoa đến chia sẻ cho tất cả mọi người. Đây chị Ellen Hoa. Xin chào quý vị, tôi tên là Hoa. Tôi xin chia sẻ lòng Chúa thương xót đã cứu mạng sống của tôi. Và ngày tôi bị cái biểu tử cung rất là lớn, bằng quả dưa lớn bao nhiêu đây, và hơn 20 cm. Và ngày 21 tháng 10, tôi bị tai nạn xe đạp và biếu của tôi bị bể ngày đó, rất là đau đớn, và tôi phải đi cấp cứu emergency khẩn cấp 2 lần trong vòng 1 tuần, rất là đau đớn. Tôi cái điểm CA125 của tôi, cái điểm CA125 là cái điểm cho những người bị ung thư tử cung. Thì cái điểm bình thường á là dưới 35 trở xuống, nhưng lúc tôi bị biếu bể, cái điểm của tôi nó lên hơn 7.500, rất là cao và rất là nguy hiểm. Và tôi tưởng lúc đó thì tôi chuẩn bị cho cái mổ xẻ bằng cầu nguyện hàng ngày, từng rất là cầu nguyện rất là nhiều, và ăn uống kỹ lưỡng và đi tĩnh tâm để chuẩn bị mổ xẻ. Tôi đi mổ ngày 25 tháng 11 2023, và 2 ngày sau bác sĩ cho tôi về. Lúc mà về thì mà cô y tá đưa cho tôi 25 mũi kim chích Lovenox để cho nó máu loãng ra để không bị stroke. Tôi là cái người rất là sợ kim, và mỗi lần mà đi khám máu, thử máu thì tôi phải nhìn ra chỗ khác tại vì tôi rất là sợ kim. Nhưng bác sĩ bắt tôi phải chích 25 mũi kim trong bụng, mỗi một ngày một viên chích. Thì ngày lúc mà tôi được về, ngày hôm sau ông chồng tôi chích vô một mũi vô bụng, thì tôi bị phản ứng sợ hãi. Tôi bị nhức đầu, rồi muốn ói,
rồi khó thở, rồi đau nhức, và nguyên cái người của tôi nó lạnh run cầm cập. Mà tôi trong đầu óc của tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chết, không có thể, chỉ có Chúa mà cứu được tôi thôi. Tại rất là đau đớn và rất là sợ hãi và rất là đau, và tôi tưởng tôi sẽ chết. Tôi mới nhớ đến Tân Ước, bà bị xuất huyết hơn 30 năm. Bà ta tin rằng nếu bà ta chạm vào áo Chúa Giêsu, bà sẽ được chữa. Và tôi nghĩ, Chúa Giêsu, con biết Chúa không có hiện diện ở đây với con, nhưng cái hình của Chúa cũng chữa được cho con, như là Chúa đã chữa cho bà ta. Và tôi tin và Chúa sẽ chữa cho tôi như vậy. Tôi với kêu chồng tôi đem cái computer cầm tay đến để bật lên YouTube, tìm lòng Chúa thương xót, là tiếng Anh gọi là Divine Mercy Chaplet. Thì bên tay phải thì có những cái chữ, và bên tay trái là có hình ảnh của Chúa Giêsu. Và cái hình của Chúa Giêsu giống như cái hình này tôi đang cầm ở trong tay. Thì tôi nghĩ và tôi tin, lúc đó thì vừa đọc với lại chồng tôi lòng Chúa thương xót, thì tôi lấy tay trái tôi rờ cái hình của Chúa Giêsu trên cái máy computer cầm tay của tôi, và rờ đến cái áo của Chúa Giêsu, và sau đó tôi để trên bụng của tôi, và ngay lúc đó bụng tôi nó giảm đau ngay lúc đó luôn. Và lần thứ nhì tôi rờ tay trái và đụng cái hình của Chúa Giêsu, và rờ trên ngực của tôi thì tôi thở lại, tôi thở đầy được. Và lần thứ ba tôi chạm đến hình Chúa Giêsu và rờ sau lưng của tôi, thì tôi cái giảm đau, cái sau lưng của tôi nó giảm đau đi. Và tôi cảm ơn Chúa đã giúp cho tôi qua cái đau đớn đó. Và tôi viết cho ông bác sĩ là tôi không thể nào mà lấy mũi chích kim nào, vì tôi sợ hãi quá và bị cái phản ứng đó. Thì ông mới đổi cho tôi bằng cái viên thuốc. Sau đó thì tôi đi gặp ông bác sĩ, thì bác sĩ cho tôi coi cái hình mà mổ bụng của tôi băng ra, cho coi cái hình. Và trong cái hình đó thì nó ra một cái chất nhờn ra từ cái biếu tử cung ra, và nó lan tràn ra nguyên cái bụng của tôi, nó màu giống như màu chocolate, màu chocolate. Mà tôi, ông nói là ông chỉ chùi được 80% thôi, và vẫn còn 20% trong cơ thể của tôi. Và ông nói đây là một phép lạ, y học không có giải thích được, tại vì cái biếu của tôi nó bị bể ngày 21 tháng 10, mà tôi đi mổ đến ngày 27 tháng 11, là hơn một tháng sau, mà không có viên thuốc đau nhức gì hết, mà vẫn còn sống sót được. Thường thường là người ta bị nhiễm trùng, trong vài hôm là đã bị nhiễm trùng rồi, mà trong khi đó tôi sống sót hơn một tháng sau, trong cơ thể của tôi lan tràn ra như vậy, mà vẫn còn sống sót. Thì tôi cảm tạ ơn Chúa, lòng Chúa thương xót đã cứu tôi. Và tôi cũng cảm ơn quý vị đến đây nghe lời chia sẻ của tôi, lòng Chúa thương xót. Và tôi cũng có hình ảnh lòng Chúa thương xót chia sẻ với các quý vị đây, để quý vị có thể cầu nguyện đến với lòng Chúa thương xót. Xin cảm ơn quý vị. Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Và chúng ta cùng nhau dâng đến Đức Mẹ và xin Đức Mẹ truyền cầu cùng Chúa, để cho chúng ta như Đức Mẹ vâng lời theo thánh ý Chúa, và lòng thương xót của Chúa luôn luôn cho chúng ta những điều tốt đẹp. Trong khi chị đứng đây, ai muốn lấy đó thì tới đây để chị xem. Chị cho. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái, Mẹ hiền vinh, Mẹ chính là nữ vương.
sư là mẹ con. Ơi con mến mẹ, dù đồng giang chi khổ. Mẹ ơi con mến mẹ, thu về bên con nhé. Mẹ ơi con có mẹ, mùa xuân thông báo cùng tiếng ba chị em, ngày 13 này cũng như thường lệ 3 giờ chúng ta sẽ có buổi đồng kinh mừng vui để dâng lên mẹ. Xin kính mời ông bà và chị em đến tham dự. Cảm ơn. Sơ này phải băng chinh thì đó. Sơ cầm cầm là của Đức Mẹ. Hôm nay thôi có cỡ gì nữa mà đem về đi. Cho con dâng Đức Mẹ lại. Ồ, sơ là đậu quốc tịch là giờ băng chinh dắt đi đúng không sơ? Đúng rồi. Ồ, nghe người dắt là mẹ nè. Nghĩ hả là chị kia. Trời ơi đậu. Nghe qua gặp Văn Chinh, nghe Văn Chinh kể mà đâu có biết là sơ. Chúc mừng sơ nha. Mà chưa có tuyên thệ. Hello Tuấn, hát hay quá trời đây nè. Đó cái tấm bảng bữa nay bà Tám mới thấy nè. Kinh hãy nhớ nè. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ. Xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng mẹ. Xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chậm chậm lời. Nhưng vì sự ấy con lấy lòng trong cải than mang, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đói đến con là kẻ tội lỗi. Lạy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một vũ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen. Đây là kinh hãy nhớ rất là hữu hiệu nè. Bên này là có tiếng Anh, bên này là tiếng Việt, bên kia cũng giống cái bản giống vậy luôn. Sơ ơi, có dạ. Dạy cho học thiếu tình không chị nhận ra luôn á. Sao học trò của Văn Chinh. Ủa vậy hả? Cô giáo Văn Chinh. Trời, cô giáo Văn Chinh là của chị Thơ hả? Trời ơi. Cô giáo Văn Chinh là của chị Thơ mới về. Người nhà chị Thơ phải không? Bạn chứ không phải người nhà. Là chị Thơ có dạy không? Thơ có dạy luôn. Dạy cho mình Tuấn thôi à. Dạ. Nghe tiếng Việt không ạ? Ngày mai qua học nha. Mấy năm rồi gặp lại á, đi hoài rồi đó. Nhớ quá. Bây giờ chị Kim chở Sơ về hả? Về Sơ đi lại. Ủa Sơ là gì của chị Kim? Trung giọng bà chị. À. Chị mà... của Sơ này cũng à, chị của chị mà, Kim là mà Sơ bà lớn. Trên của giọng này là bạn của cha Tuấn. Ồ. Trời ơi. Chí cố hả? Nha chị Kim chở chị cho Sơ về nha. Dạ con chào Sơ. Chừng nào khi quốc tịch thì bạn Trinh đã rủ đi quay. Quay mày hát được lắm. Ôi lạnh quá, hôm nay lạnh quá. Không thấy Đây để con tới, em tới em nhìn. Ai đó kêu khấn mẹ mình côi. Giang tay cao trên trời che đời con.
đang đứng chiêm ngưỡng bức hình của Đức Mẹ Sầu Bi. Dạ dạ dạ, em nè. Thấy thấy có mấy cái bóng á. Thấy không? Che lấy người nhiều quá. Bóng người nhiều quá không thấy. Chị sĩ ơi, cho em hỏi là cái bức ảnh này là từ bắt đầu từ đâu mà mình phát hiện ra anh chị? Ơi, thằng con bé thì không biết kể. Ngày thứ bảy phục sinh. Thì lúc đó cái ngày áp phục sinh ngày thứ bảy đó. Dạ. Tôi ra tôi làm việc cũng bình thường thôi, lúc đó trời cũng đang mưa nữa. Dạ. Trời đang mưa. Thì đây con bé này. Bé này. Đây. Nó bị chạy mưa, nó đi dập mưa, nó chạy chơi, nó chỉ cho mẹ nó. Ồ vậy hả? Thì tôi mới ra mới thấy. Ừ. Thì thấy đó ngày chủ nhật vẫn còn thấy. Đến ngày thứ hai trời nắng, không có thấy gì hết. Thấy bình thường với đá vậy thôi. Tôi nói là lạ, ngày hôm qua mưa thấy, bây giờ cũng mà nắng thì không thấy. Tôi mới lấy nước tôi. Giống như đó. Là mưa vậy đó. À, giống mưa thì nó nổi lại thì nổi đến bây giờ luôn. Nhưng mà không hiểu lý do không lại hiểu sao. Sao cũng biết ai vẽ làm gì thì mình không biết. Ừ. Người ta không biết. Đúng rồi. Trời ơi con hay quá, sao con phát hiện ra? Sao con thấy được mẹ? Sao con thấy được? Con cứ try. Nó không, nó khô quá. Nước mưa không có ướt chấm rồi. À con thấy, ủa tại sao mà chỗ này nó không có bị ướt mưa? À cái hiện là bé giỏi quá, chắc mẹ cho bé thấy á. Mẹ con á. Dạ. Hay quá. Quay Đức Mẹ nè đó. Đức Mẹ tự nhiên hiện ra ở dưới đất. Nền đất. Mà cái này lâu chưa chị? Mới kỳ lễ phục sinh á. Thì không hiểu lý do con bé con nó phát hiện, nó thấy lúc trời mưa. Bên Việt Nam mà em về mà bà làm giống như ngày nào em đã thấy các cô cảm từ bố đi lên nước này á. Dạ. Theo dõi thì không. À, dạ, cảm ơn chị giùm nha. Dạ. Để cái cho nó lên YouTube đi. Nè, bé này là được xuất hiện, phát hiện cái mẹ đây. Cái ngày nó mưa lắm. Mưa lắm mà mẹ nó hay ra đây đi nước mà lắm. Mà tụi tôi thì cũng đâu có nhìn ngay đâu. Mình cứ loay hoay mình sửa Đức Mẹ rồi nè. Quá à. Nó mới kêu bà ơi má ơi. Có cái hình gì nè. Nó biết là Đức Mẹ nhưng mà quá xuống lại. Nó biết Đức Mẹ. Đức Mẹ. Đức là Đức Mẹ. Nhìn thấy Đức Mẹ ở dưới đất hả? À. Nó đang chơi nè, nó nhìn thấy nó đang chạy lăng xăng xăng á. Tại lúc mưa là nó ướt hết tất cả. Nhưng mà cái chỗ đó không ướt, cái nó mới nói là ủa cái chỗ này sao nó không ướt. Trước khi tôi về phải để khô tôi mới về. Dạ. Không, mình nói bây giờ ngày thường hàng ngày đó, khi mà về tôi để khô mới về. Qua wow, nhiều người chụp hình. Dạ. Mẹ ơi con mến mẹ. Mẹ ơi con mến mẹ, thu về bên con nhé. Mẹ ơi con có mẹ, mùa xuân mới cho đời. Mẹ đưa con đến Chúa Ave Maria. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ. 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 Cảm ơn chị
mỗi người ở một chỗ tụ tập. Ôi vui vui ha. Ờ đúng tan. Được, có ở đây chơi không chị? Tan xong về. Mà hôm nay cũng có duyên ra đây. Nhìn thấy tận mắt cao. Cái này là mới. Trời, hồi nãy tôi thà cô quá trời cô chưa đưa tiền thôi. Mà cái này là mới đây, mới, đây là mới. Mới buổi lễ phục sinh đó. Mới luôn phục sinh hả? Mới tuần trước. Chứ còn mấy tuần trước là không có. Chưa, dạ. Mới đây rồi. Hôm qua đi lễ ra thay phong loan há. Đi lễ bộ Tết nước ngoài có phong loan há. Hai con chó bự ghê luôn. Wow. Hai con chó nó bự dễ sợ. Trời ơi, anh sĩ. Anh sĩ giữ nó nổi không vậy anh sĩ? Con này thì thay nó, con này đòi tới uống nước. Ừ. Còn con này bạn của nó mới. Trời ơi, nó bự quá luôn á. Vô. Chỉ nó gì chỉ thằng đó. Ổng không biết chứ ổng không biết là hàng xóm nên mà mấy ngày nó không tới, tụi người nó đi đâu nó tới. Dạ không. Con nó cũng kinh khủng quá. Good. Cái tụi ơi. Nó chạy kéo nó chắc nó chết luôn á. Má kéo con chó này nổi không? Má kéo chắc nó té luôn. Con chưa chụp hình với tựa hình với đứa hình đứa mẹ nữa. Để tới chụp hình nè. Con chó nè. Chó màu đen thấy nó dữ ghê. Con chó màu trắng này thấy nó hay. Con ngồi vô, cô chụp cho con tấm hình. Ngồi vô cái hình mẹ đi. Con ngồi đằng kia kìa. Đó, con ngồi ở đó đó, trên mặt mẹ. Đó, đây, đúng rồi, con ngồi đó. Đúng rồi, xích xuống đây một tí con. Đúng rồi. Má, thấy hình đứa mẹ hiện lên dưới đất đẹp không? Đẹp. Đẹp ha. Hay vậy. Dạ, muốn ngủ là ngủ, muốn thức là thức. Ừ, muốn ăn là ăn. Hay quá. Dạ, bác là làm chuỗi hạt á má. Ừ. Bác là làm mấy cái chuỗi hạt mà ở đây anh sĩ tặng mọi người á, là bác làm á. Bác còn làm bác? Làm. Hôm nay nè, ở Việt Nam là phát 1,000 chuỗi luôn. Wow. Cho đại hội lòng thương xót của giáo phận Thanh Hóa. Một ngàn chuỗi. Mấy năm trước thì có phát ở trên cái trung tâm lòng thương xót của giáo hội Mỹ ở Los Angeles. Mà hay lắm. Gửi lên nha, không có nói gì hết nha. Xong là có một cái cơ dần ở trên đấy đi lên viếng lòng thương xót. Xong đúng thứ 3 giờ. Xong mấy sơ ở đó nói, đến tự nhiên hỏi con cháu này chứ, mày có lít được kinh là tiếng sót không? Thì cái đó được. Thế xong rồi mở ví ra để lấy chỗ khóc. Lấy cái chỗ này của một cái lady ở Texas gửi lên á, để cho mọi người đến đây ca tụng Chúa. Đưa cái chỗ đó ra mà không hề nói gì với con bé cháu ấy. Lúc đó mình đang ở Việt Nam chị. Xong rồi cháu nó dì ơi, hình như là dì có gửi cho hạt lên đây. Ô có như vậy. Tự nhiên mình gửi đi ông nói thế ra, nó cái lắm. Hôm trước Tam Thơ không có, đang ở Việt Nam. Yeah. Bà già là ngay một cái ở nhà ông sĩ, trời ơi kinh khủng. Biết mà, có con mà. Đúng.
Con đang ở Việt Nam. À đúng rồi đúng rồi, con đang ở Việt Nam. Đi với cậu, cậu nào nhỉ? Cái cậu bữa đó đi với lại với ai má? Xước tay xước chân luôn tôi hết. Khó không? Có. Chảy máu má. Chảy máu luôn. Có thơ mà. Đâu có con. Dấu con. Dấu. Chảy máu luôn. Không có con mà không à. Có con mà, không... mà không nói với con biết hả? Ở Việt Nam. Người này ở Việt Nam. Không có ở đây mà. Nhưng mà hôm đó không có ở nhà ông sĩ. Đi xong cái cậu thanh niên. À có chị Linh. Đúng rồi. Chị Linh đúng không? Người này đang ở Việt Nam. Ờ. Nha. Lãng đồng lắm à. Lúc đó có bác không? Có. Ủa có bác ở đó hả? Có mới biết. Trời đất ơi. Rồi giờ sao rồi? Bắp con chó đó. Vừa nó có con két mà hết hồn. Rồi không sao hết lắm mà. Ồ, băm cái chân thôi. Trời đất ơi. Tay nữa. Một gối. Tay đầu gối. Trời đất ơi. Trời nặng. Hết hồn hết vía luôn. Hết hồn luôn. Có ông bác sĩ đó, ông xích thuốc à. À, có ông bác sĩ. À, biết rồi, con biết ông bác sĩ. Bác sĩ cái dạ cái anh bác sĩ đó trẻ, cái cậu bác sĩ đó trẻ hay tới nhà bác sĩ chơi, tưởng là cậu là cháu. Ủa bác ở đây lâu không? Đến ở lại để dự một cái lễ rước lễ vỡ lòng của cháu con của em với cháu nội con của em. Bác năm nay nhiêu ta? 85. Ui bằng má luôn. Mấy chị khỏe. Chị cũng khỏe. Vậy là bác năm ba sinh năm 39 hả? 40 là nhỏ hơn má 1 tuổi. Thực sự ra không viên thuốc nào kể cả thuốc bổ. Nhưng mà ăn được gì thì phải uống. Có mình có uống thanh sâm. Không bị cái gì hết. Không. Không cao không thấp không. Bác không bị gì luôn. Cái gì luôn dạ. Không bị gì luôn, ngoài là uống thuốc allergy thôi hả bác? Allergy. Nếu mà ở Texas á, thì nặng nhất là tháng 3, tháng 4, 2 tháng đó. Hoa. Nhưng mà bây giờ thì nó có lúc giống như nó có cơn á. Có khi bị, có khi không hả bác? Hay ha. Nhưng mà ở đây nhẹ hơn. Bác có tập thể dục này kia không? Chả đi bộ. Làm gì hết thiệt. Chị rảnh thì chỉ làm chuỗi từ ngày hưu đến giờ rảnh, chỉ có ngồi làm chuỗi thôi. Làm chuỗi không á mà khỏe gì đó hả? Nào chỉ con làm chuỗi đi. Con làm chuỗi. Ở đấy có chỉ cho một cô rồi, cái cô đó bị cancer. Có chỉ cô rồi, lúc sau này là cô làm. Chuỗi 50 là cô làm. Nhưng mà lúc này không có hộ. Đang đi tìm hộ cho cô đây. Nha. Rồi xong có rồi. Có bài em làm đấy. Làm có khó không? Nhưng mà giờ phải có vật dụng á, phải có dây, phải có hộp rồi mình mới nếu mà không có mai á cho em điều trị để lúc nào em rảnh để em ghé điều trị. Dạ không sao đâu, còn nếu không thì con gà cà phê chở má lại. Dạ đâu bán đồ múa mình làm để mình tặng thôi. Các nơi người ta cần lắm, các cha mà thừa sai ở bên Phi Châu á, các cha trên ngoài à, không có sức mà làm thôi, thì mình mua cái hộp đó là ở cái chỗ có một cái chỗ người ta sản xuất hộp bằng nhựa thôi nhưng đẹp lắm, rồi người ta bán dụng cụ cho mình rất là rẻ, 80 cent làm được 10 hộp là hộp đấy, còn nhưng mà thánh giá chẳng ba nó bằng plastic thôi. Còn nếu mình muốn đẹp á thì mình phải order ở trên chỗ mà người ta chuyên môn bán về ảnh tượng đạo thì nó hơi đắt, có khi chặng ba là phải 50-60 cent, rồi thánh giá có khi 1 đồng, có khi họ sell khi nào chờ sell thì phải 60 cent. Đâu cho con coi bác. Đó bác làm cái đó đó má, mà làm bằng dây thì dễ.
Còn kẽm thì khó hơn hả bạn ơi? Thấy đường đâu ông Châu? Hay, mẹ cho thấy hay lắm. Mẹ kia nha. Không, nói mẹ nha. Cho thấy hả? Em vui lắm. Bây giờ em có cách nha. Sợ chỉ nó vào một cái đầu một cái chỉ may á, vào một cái đầu chỉ kia thì xong một cái kim á. Bây giờ mình cứ rờ là mình thấy cái lỗ đó mình xuyên qua thôi, không cần phải nhìn nữa. Hay á. Mình học bài cho mình làm đấy. Thôi, cũng nào bạn em. Đến giờ ăn sỉ nên chỉ làm món gì đây? Nó hồi cơm bỏ cô ăn rồi. Ồ, ngon quá dạ. Trời ơi, hấp dẫn chưa? Cái chả mực. Cá hồi cơm đỏ đây là giả mực. Chả mực anh sỉ làm đúng không? Cô thơ chưa ăn? Ăn rồi. Chả... Chưa? Ăn rồi. Ăn rồi. Hôm bữa em ăn chả mực rồi. Ăn với cầm linh nữa ngon hả? Ngon lắm. À, vậy ừ. Rất là ngon mà. Này, cơm thơ này. Có cái này tôi bởi mấy chuyện tôi phân vân dễ sợ, tôi biết có nên nói hay không. Dạ. Mà cái này bà sư cô yêu cầu tôi nữa, trong chùa đó. Mà tôi không biết có nói hay không, tôi sợ lắm, sợ nhiều. Ta nghĩ mình ở đây mình có đức bất ái. Vụ gì anh thấy? Là cái vụ mấy người ăn xin ở đó. Bây giờ nó vô làm bậy lì quanh chùa hết trơn. Vẫn còn hả? Mê bà chùa. Bây giờ cô hôm nào ra sau thấy một nó làm như cái phòng đó. Mà cái mày... Bà kêu ông phải nói đi chứ. Ông ở đây, ông tiếp xúc nhiều cho ông kêu gọi đừng có cho tiền giùm tôi đi. Bà kêu cảnh sát. Bà kêu sao không giải quyết. Bà nó chỉ có cách đừng cho tiền. Thì nó không ngồi thôi, bây giờ nó kéo thành ba mạng tới đó rồi. Người gì? Đấy, Mỹ ở trong tù Mễ rồi đâu về đó. Không, Việt Nam không có. Mà Việt Nam mình cho. Việt Nam mình tu thiệt nhiều người á, tới á, chào cái đưa hai tay. Tôi có mấy cái liên cho lên nó phá đài Đức Mẹ nè. Cho nó ăn nó hút xong nó dãy đài Đức Mẹ nó phá trên luôn. Chụp hoa phá trên nó luôn, nó còn quay được không? Mà không biết có nên nói hay không, tôi nói nhờ nói. Có cần em làm tỏi không? Tỏi xay rồi. Bạn nhỏ nó cháy mà nó không chín à. Và mình hấp. Chị. Bà ấy thằng này làm được. Thì thằng góc làm được. Mỗi lần mình làm ngay chỗ đó cô thấy mùi đái. Đôi môi dâng muôn lời kêu khấn mẹ mẫn côi, giang tay cao trên trời che đời con mẹ hỡi. Đời lắm trông gai, gian khó không nghĩ ngại. Mẹ cầu Chúa Giêsu cho đời thôi oan thù. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.